6 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong ngày 13 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Các bạn thân mến, nếu trong thời gian qua các bạn đã đau đầu, khổ sở vì vấn đề tiền bạc thì xin chúc mừng các bạn, bởi chỉ cần đồng hồ điểm đến 0 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2023 âm lịch, cuộc sống của các bạn sẽ có khởi sắc, vô cùng may mắn, đặc biệt trong vấn đề tiền bạc. Bạn sẽ bất ngờ nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Nếu bạn đang ấp ủ những dự án, những kế hoạch mà chưa có nguồn vốn, thì trong ngày hôm nay, bạn có khả năng cao nhận được những khoản tiền đầu tư không hề nhỏ. Một số bạn còn có thể nhận được những món quà có giá trị từ người thân, bạn bè. Và đó là các con giáp Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu. Tuổi Tý. Người tuổi Tý có thể sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với sự nghiệp của mình trong ngày 13 tháng 1 âm lịch. Tất nhiên là để mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ thì sự cố gắng, nỗ lực của chính mình là không thể thiếu. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp, người tuổi Tý dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ cho bạn một hướng đi, giúp cho bạn khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó. Xem tử vi 13 tháng 1 tuổi Tý âm lịch, phương diện tài lộc của bản mệnh có những bước tiến triển khá là khả quan trong thời điểm này. Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn thường lập ra được những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Nhờ có tam hợp, các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt, bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo đến chuyện chi tiêu, chuyện tình duyên của người tuổi Tý còn đòi hỏi. Chuyện tình duyên của người tuổi Tý đòi hỏi bạn phải thật tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử, chớ quyết định chuyện tình cảm theo cảm xúc nhất thời, kẻo phải tổn thương trong tương lai. Khi nhận được lời mời, lời làm quen của nhiều người, những ai còn độc thân có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần, tử vi ngày này dự báo tuổi Dần có công việc thuận buồm xuôi gió nhờ tam hội chiếu cố, nhất là những người đang cầu danh, muốn tăng quyền lực, mở thêm cửa hàng hoặc vay vốn làm ăn thì càng có lợi, quý nhân sẽ nâng bước bạn lúc gặp khó khăn. Mặt tình cảm tuổi này gặp ngũ hành, mộc khắc thổ nên bạn phải hạn chế giao lưu, tiệc tùng trong hôm nay kẻo xảy ra xích mích. Hết giờ làm thì về nhà, không la cả đi chơi cùng bạn bè để bình an vô sự. Về phương diện tài lộc, trong ngày khởi sắc nhờ có thực thần, thậm chí bản mệnh còn may mắn hơn khi có người cho tiền, trúng thưởng hoặc là được trả nợ. Tuy nhiên, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, thay vì chỉ giữ đến cách chi tiêu, chúng mình nên nghĩ cách để tăng thêm thu nhập cho mình. Điều đáng mừng là trong khoảng thời gian này, tình hình sức khỏe của người tuổi Dần khá ổn định. Mặc dù có những khi hơi vất vả một chút, song bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái, đẩy lui sự mệt mỏi. Tuy vậy không có nghĩa là bạn có thể xem nhẹ sức khỏe của mình, dù còn trẻ tuổi đi nữa, bản mệnh cũng nên cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng quá sức tạo áp lực cho cơ thể. Để may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Tam hội mang tới tin vui về tiền bạc cho người tuổi Mão trong hôm nay. Sự hợp tác giữa bạn và một người nào đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng. Nhờ thế, tình hình tài chính của bạn đang được cải thiện đáng kể. Công việc cố định trong ngày vẫn diễn ra ổn thỏa. Hôm nay bạn nên vận dụng khả năng sáng tạo của mình để tìm cách mới nào đó giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Sự tập trung tìm kiếm cái mới sẽ giúp công việc vừa thoải mái lại vừa đạt hiệu suất cao. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Mão gặp sự hài hòa trong các mối quan hệ từ bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng cho các con giáp này. Song để có được điều này thì người tuổi Mão cũng dành không ít thời gian để chăm sóc những người thân trong gia đình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Hôm nay thiên tài chiếu vận nên công việc có cả hung lẫn cát.
Tuổi Tỵ ăn nên làm ra, biết bươn trải, chịu khó nhưng lộc đến còn chưa biết nắm giữ, đôi khi quá thoáng tính, mù quáng nên công việc hay bị hoãn lại. May mắn là nhiều cục diện hỏa sinh thổ nên bản mệnh khá may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn giỏi xã giao, ăn nói khéo léo, biết lắng nghe, ăn mặc sạch sẽ nên ai cũng quý. Người có tầm là người mà dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn chỉn chu và đó chính là tuổi Tỵ. Là con giáp được ông trời phù hộ nên tuổi này gần đây dù phải lo nhiều việc nhưng vẫn giỏi kiếm tiền, không chịu khuất phục trước khó khăn, lúc nào bạn cũng là người tiên phong trong chuyện làm ăn, vì thế nên được ví của thần tài, đánh đâu thằng đó. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Vận có thiên ấn trợ lực có lợi cho những người đang làm quan hoặc muốn lên chức. Đề xuất của bạn lên cấp trên sẽ được xem xét, tin vui nhiều hơn tin buồn. Những bản hợp đồng còn bỏ dở sẽ được ký kết suôn sẻ và may mắn và được lộc từ khách. Được tam hợp chiếu cố nên mặt tình cảm cũng tốt đẹp không kém. Chuyện ấm áp nhất trên đời không còn gì hơn là có người hiểu, có người thương mình nhé thân. Hiện tại gia đình bạn vẫn yên ổn, hạnh phúc là may mắn gấp vạn người rồi nên hãy trân trọng. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn vô tình gặp được hoặc là người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Nhờ cục diện thổ sinh kim, tuổi thân hôm nay khá lộc lá nên chăm chút cho bàn thờ thần tài trong nhà nhiều hơn để đón thêm lộc. Ngoài công việc chính, bạn sẽ có thêm thu nhập ngoài luồng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Chính ấn chiếu mệnh nên công việc của tuổi Dậu không đến nỗi tệ, hay được cấp trên khen ngợi nhưng đừng chủ quan. Đôi khi bạn quá chậm chạp, trì trệ nên việc vẫn dồn đến ngày sau, tiến độ phải được đẩy nhanh hơn nữa. Được lục hợp soi sáng nên tuổi Dậu có đời sống gia đình rất tuyệt vời, êm ấm, vợ chồng tâm đầu ý hợp, làm gì cũng thuận. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của ai đó vào hôm nay, hãy cố gắng cư xử lịch sự và nhã nhặn nhất có thể. Nhờ cục diện thổ sinh kim nên công việc kiếm tiền của bạn biến động theo chiều hướng tích cực, hứa hẹn đạt được nhiều thành công đáng nể. Cơ hội thăng chức tăng lương trong thời gian tới khá là cao. Để đứng công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ 6 ngày 3 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Nhâm Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là trường lưu thủy, ngày thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày mã lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thì, phá ngọ, tuổi thân, kỵ tuổi bính tuất và giáp tuất. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp, các bạn hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!